Hôm nay Thành sẽ giới thiệu với anh em một cái dòng thang mà có thể nói là đơn giản nhất của IG. Đó là dòng thang thẳng nha anh em. Đây, nhìn nó y chang như những cái cây thang tre mà hồi xưa ông bà cha mẹ ta vẫn xài ha anh em. Rất là đơn giản. Đó. Không có thu gọn, không có kéo lên kéo xuống gì hết. Nhưng mà nó sẽ có cải tiến một tí xíu ở trên những cái bậc cũng như là ở dưới cái chân đế này nha anh em. Chi tiết dòng thang này như thế nào? Ngay bây giờ cùng đi tìm hiểu nhé. Anh em nhớ like và đăng ký kênh nhé. Dòng thang này có tên mã là EX1L nha anh em. 1L tức là nó chỉ có một thanh. Còn ví dụ như 2L là 2 thanh mà 3L là 3 thanh. Giống như bữa trước Thành có review cái dòng 2L và 3L rồi đó. Dòng này thì có 4 cây. Tí xíu nữa Thành sẽ để cái thông số kỹ thuật để anh em có thể biết được là chiều cao chính xác cũng như là cân nặng của từng cây. Nhưng mà nhìn gần thì nó sẽ tương đối là giống nhau, nó chỉ khác nhau cái chiều cao thôi. Đây anh em có thể thấy nè, chúng ta sẽ có hai bên là hai thanh nhôm chữ H để mà làm hai cái trụ ở hai bên nè. Ở phía giữa thì sẽ là các cái bậc thang, và những cái bậc thang này thì đều có các cái vân chống trượt. Hai bên được dập rất là chắc chắn luôn. Mỗi bậc thang này thì chịu tải lên tới 150kg nha anh em. Rất là chắc chắn. Và anh em để ý ở phía dưới chân của thang. Đây, chúng ta sẽ có hai thanh dằn hai bên. Cũng như là chân thang á, thì nó có thể nghiêng các cái góc đó, để dù là anh em có đặt thang ở góc nào thì cái chân thang nó vẫn. Và ở bên dưới thì chúng ta sẽ có cái lớp cao su để mà nó có thể bám chắc chắn và nó sẽ không làm chày mặt sàn nhà bạn ha. Trên đầu của thang sẽ là hai cái khối cao su, và hai cái khối này thì khi mà nó bám vào tường á, thì nó cũng sẽ rất là chắc chắn và nó sẽ chống trượt. Cao su thì nó cũng tương đối mềm ha anh em, nên là nó sẽ bám rất là chắc. Dòng thang này cũng như những cái dòng thang khác của IG thì được làm bằng nhôm chất lượng rất là cao, sáng bóng và nó sẽ không có bị rỉ sét theo thời gian nha anh em. Ngoài ra thì nó cũng tương đối nhẹ. Chúng ta có thể dễ dàng di chuyển. Thành nghĩ là nhẹ hơn cả thang tre đó anh em. Để xài dòng thang này thì rất đơn giản. Anh em chỉ cần đưa tới vị trí cần leo, sau đó bỏ vô và leo lên. Vậy thôi. Thông số kỹ thuật, chiều cao, cân nặng và giá bán tham khảo Thành để ở trong bảng này để anh em có thể coi nha. Nếu như nhu cầu của anh em chỉ cần một cái cây thang thẳng thì Thành nghĩ là anh em có thể lựa chọn dòng này rất là hợp lý, bởi vì giá cả nó tương đối là phải chăng. Cảm ơn anh em đã xem tới đây, và anh em đừng quên cho một like, bởi vì thuật toán của YouTube thì nó ưu tiên cho những video nào nhiều like sẽ đến được với nhiều người hơn. Và anh em cũng đừng quên đăng ký kênh Người Tiêu Dùng để không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai nhé. Nếu anh em quan tâm muốn mua bất kỳ máy móc nào thì anh em có thể mua trực tiếp trên website kênhNơiTiêuDùng.vn hay là gọi vào hotline này nè. Anh em cũng có thể nhắn tin Zalo hoặc là Messenger, Facebook cho nhân viên ở bên Thành để được tư vấn cụ thể nhé. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ giải đáp cho anh em. Mức giá mà hồi nãy Thành có báo là giá tại thời điểm Thành làm video, còn trong tương lai giá nó có thể thay đổi theo thị giá nguyên vật liệu hay là giá nhân công các thứ anh em. Cũng lên xuống y như là giá xăng hay là giá rau, giá cá vậy đó. Nên mai mốt lỡ mà nhân viên bên Thành báo giá khác thì anh em cũng hiểu ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn em và hẹn gặp lại trong clip sau nhé.